có những tuyệt tác được sinh ra như một đặc quyền để trải nghiệm. Cửa Lò Nghệ An là vùng đất được thiên nhiên đặc biệt ưu ái, rất thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo. Cửa Lò là dải đất nằm sát biển, đã có hơn 100 năm hình thành và phát triển. Khoảng 20 năm trở lại đây, Cửa Lò đang dần khẳng định vị thế của mình trên lộ trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển. Cửa Lò cách thành phố Vinh 16 km về phía đông, cách thủ đô Hà Nội 280 km về phía bắc. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ và huyền bí, cùng bờ biển dài trên 10 km và xung quanh là các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, hệ thống giao thông, các công trình phục vụ du lịch được xây dựng khá khang trang. Xen vào đó là hệ thống công viên cây xanh, điện chiếu sáng, đường dạo bộ được xây dựng theo một quy hoạch tổng thể liên hoàn. Cửa Lò đang trở thành điểm đến lý tưởng của những du khách trong và ngoài nước và sẽ là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương. Đặt chân về phố biển Cửa Lò, bạn không thể không ấn tượng bởi tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội của tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng trên diện tích 38,75 ha. Việc triển khai xây dựng các dự án tầm cỡ trọng điểm được coi là điểm nhấn để Cửa Lò quảng bá, xúc tiến, mở rộng các tour du lịch trong và ngoài tỉnh, thu hút đông đảo du khách. Đây là những công trình sẽ góp phần kết nối các loại hình du lịch, đưa du lịch Vinh Cửa Lò trở thành cụm du lịch, dịch vụ gắn với các tour du lịch quốc tế. Dự án Cửa Lò VIP Villa vô cùng may mắn khi được sở hữu 6 đặc quyền độc tôn cho công trình độc nhất mà ít dự án nào có được. Dự án nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng biển đảo giải trí 5 sao lớn nhất tại Cửa Hội. Cửa Lò VIP Villa thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng biển đảo thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau Vinpearl Nha Trang. Dự án Cửa Lò VIP Villa là dự án nhà ở duy nhất mặt tiền biển Cửa Lò với số lượng biệt thự hạn chế. Tọa lạc giữa hai trục tuyến đường huyết mạch là Đại lộ Vinh Cửa Lò và đường Bình Minh nối liền với thành phố Vinh. Có thể nói dự án là khu đất vàng hiếm hoi còn lại tại mảnh đất ngọc này. Đô thị nghỉ dưỡng chỉ cách sân bay quốc tế hiện hữu 6 đến 10 phút di chuyển, thuận tiện kết nối trung tâm Vinh và các khu vực lân cận. Đặc biệt, dự án có pháp lý đầy đủ, sở hữu lâu dài với sổ hồng từng căn, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Cửa Lò VIP Villa. Khi sở hữu biệt thự Cửa Lò VIP Villa, khách hàng sẽ được nhận thêm gói chăm sóc bảo hành sơn sửa đặc biệt trong 2 năm. Giải pháp tài chính cực tốt dành cho khách hàng có nhu cầu, chỉ cần thanh toán 3% một tháng, thời điểm nhận bàn giao khớp với các yếu tố bảo đảm gia tăng giá trị, khai thác cho thuê cực kỳ tiềm năng và hiệu quả. Cửa Lò VIP Villa là cơ hội đầu tư siêu lợi nhuận mà nhà kinh doanh bất động sản thông thái không thể bỏ qua. Phú Hưng Land tự hào là đơn vị phát triển và phân phối độc quyền dự án Cửa Lò VIP Villa. Còn chần chừ gì nữa, liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để sở hữu cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội tại Cửa Lò Nghệ An.